Các bạn muốn có một làn da căng bóng, láng mịn như các oni của Hàn Quốc, bác sĩ sẽ mách bạn một tip nhỏ nhé. Bác sĩ khuyên là chúng ta nên tự peel tại nhà và đặc biệt là chúng ta nên chọn peel có nồng độ AHA để đảm bảo da ngày hôm sau chúng ta peel xong không bị bong chóc và da có một cái độ căng mịn và mướt. Bác sĩ sẽ recommend cho chúng ta một loại sản phẩm có chứa AHA của La Bonita Red Hot dạng gel với AHA 25% được chiết xuất tự nhiên. Ngoài ra còn được kết hợp với lợi khuẩn Lactobacillus làm dịu nhẹ da, không gây kích ứng, không gây ra một cái phản ứng mẫn cảm quá mạnh ở trên da. Bản chất của AHA nó là một loại axit, với 25% thì nó sẽ tác động nông trên bề mặt da, nó sẽ thấm qua lớp tế bào sừng, tẩy đi những cái tế bào sừng chết ở trên da. Ngoài ra thì AHA còn có một cái cơ chế đó là ức chế sạm nám bằng cách ức chế trực tiếp vào tyrosinase và ngăn sản xuất ra melanin, một trong những nguyên nhân gây sạm nám và thâm sau mụn ở trên da. Và để đạt được một cái hiệu ứng tối ưu hóa ở trên da khi chúng ta sử dụng cái AHA 25% thì bác sĩ khuyên là chúng ta nên kết hợp với HA hay tranexamic acid hoặc arbutin để da có thể sáng bật tông hơn, cung cấp đủ cái độ ẩm cho da sau khi sử dụng. Đối với gel tẩy da chết AHA của La Bonita thì bác sĩ khuyên là chúng ta nên sử dụng với tần suất là 7 đến 10 ngày sử dụng một lần. Cách sử dụng là khi chúng ta đã tẩy trang rửa mặt sạch rồi thì chúng ta sẽ bôi đồng đều lên trên da, tránh vùng mắt và khóe mũi, sau đó để trên da từ 3 đến 10 phút tùy theo từng tình trạng đáp ứng của da. Và đừng quên bôi kem chống nắng mỗi ngày nhé.